để nắm về cái cơ chế của phản ứng thế nucleophile lưỡng phân tử SN2 và nucleophile lưỡng phân tử SN1. Đây là cái đây là một cái dẫn xuất halogen và sự có mặt của một cái tác nhân nucleophile. Tác nhân nucleophile. Này quá trình xảy ra của cái cơ chế nucleophile lưỡng phân tử SN2 thì nó là một quá trình xảy ra một giai đoạn. Đầu tiên là cái tác nhân nucleophile. Tác nhân nucleophile sẽ tấn công vào cái chất tham gia phản ứng, tạo cái trạng thái chuyển tiếp. Trạng thái chuyển tiếp. Sau đó cái trạng thái chuyển tiếp này sẽ cái nhóm halogen của trong này là nhóm thế ra. Thì ở đây là cụ thể là cái halogen brom nó sẽ bị tách ra để tạo thành cái sản phẩm cuối cùng. Đây cái sơ đồ cũng như cái quá trình chuyển hóa năng lượng, đây là cái quá trình tiến cái giãn đồ mô tả cái tiến trình phản ứng và các cái mức năng lượng mà quá trình phản ứng nó đi qua. Ở trạng thái năng lượng cao nhất chính là cái năng lượng hoạt hóa ở của cái trạng thái ở cái trạng thái chuyển tiếp. Đây là về cái video nói về phản ứng cơ thế nucleophile lưỡng phân tử SN2. Chúng ta sẽ xem một cái video nói về cái phản ứng nucleophile đơn phân tử SN1. Khác với cái phản ứng lưỡng phân tử SN2, phản ứng đơn phân tử SN1 thì nó xảy ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn hình thành cái carbocation, tức là cái chất phản ứng nó sẽ gì ạ? Sẽ đứt nó cái liên kết của giữa cái nguyên tử carbon với cái halogen nó sẽ bị đứt ra và tạo thành một cái, đồng thời nguyên tử halogen khi đứt ra thì nó sẽ mang theo một cái electron, mang theo cả cặp electron liên kết, và vì vậy cái phần còn lại của gốc hydrocarbon là một cái carbocation. Carbocation là giai đoạn 1 là hình thành cái một cái carbocation. Trong cái quá trình hình thành cái carbocation thì có giai đoạn thứ nhất và đây trạng thái năng lượng thấp, đây là cái carbocation. Sau đó tác nhân nó sẽ tấn công vào cái carbocation, ví dụ OH trừ chẳng hạn, nó sẽ tấn công vào carbocation để tạo thành cái sản phẩm cuối cùng. Đây là cái dẫn đồ năng lượng của cái phản ứng, mô tả cái tiến trình phản ứng thế nucleophile đơn phân tử SN1. Sau đây chúng ta sẽ đi vào cái nội dung cụ thể về cái phản ứng thế nucleophile. Là một cái phản ứng rất điển hình, rất là quan trọng và cũng rất điển hình đối với các cái dẫn xuất halogen. Về khái niệm về phản ứng thế thì đó là một phản ứng trong đó một nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử được thay thế bởi một nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác. Ví dụ như là phản ứng thế nguyên tử halogen trong các dẫn xuất halogen với tác nhân nucleophile thì nó sẽ diễn ra theo hai cái cơ chế mà như chúng ta đã đề cập ở phần video clip.
Về sơ đồ chung của phản ứng thì nó sẽ xảy ra như sau. Từ RX, từ cái dẫn xuất halogen dưới sự tương tác của tác nhân nucleophil, là một cái tiểu phân mang điện tích âm, hoặc là cái phân tử trung hòa mà giàu electron hoặc chứa các cái electron chưa tham gia liên kết, ví dụ như là NH3 chẳng hạn, hoặc là H2O. Cái tác nhân nucleophil nó sẽ tấn công vào dẫn xuất halogen, vào chất phản ứng, và gì ạ, xảy ra sự thế và giải phóng một cái giải phóng cái X trừ, một cái anion X trừ, và tạo thành sản phẩm. Tác nhân nucleophil ở đây thì có thể là các anion, ví dụ OH trừ, hoặc là các cái alcolat, hoặc là CN trừ, vân vân. Hoặc cũng có thể là các cái phân tử trung hòa có cặp electron chưa liên kết như là nước hoặc là ammoniac, vân vân. Về cơ chế xảy ra theo hai cơ chế là đơn phân tử và lưỡng phân tử. Sau đây chúng ta sẽ đi vào cái cơ chế lưỡng phân tử. Cơ chế lưỡng phân tử. Về cái cơ chế thế nucleophil lưỡng phân tử thì nó sẽ xảy ra quá trình nó chỉ có một giai đoạn. Lưỡng phân tử như là quá trình chỉ là xảy một giai đoạn, trong đó có sự hình thành cái phước trung gian. Trong lưỡng phân tử nó thể hiện bởi vì là vì người ta đã gọi tên là lưỡng phân tử bởi vì cái phương trình tốc độ phản ứng của nó có mặt đồng thời nồng độ của cái hai chất, tức là kể cả chất phụ thuộc, tốc độ phản ứng nó phụ thuộc vào cái nồng độ của chất tham gia phản ứng cũng như là cái nồng độ của tác nhân Y trừ. Ví dụ như cái phản ứng thủy phân cái metin cloro trong môi trường kiềm. Phản ứng này cái phương trình tốc độ phản ứng V bằng K hằng số tốc độ nhân với cái nồng độ của CH3Cl và nồng độ của OH trừ. Như vậy trong phương trình tốc độ phản ứng của phản ứng thế nucleophil lưỡng phân tử SN2 thì có sự có mặt của cả tác nhân và chất tham gia phản ứng. Phản ứng thế nucleophil lưỡng phân tử thì nó sẽ xảy ra theo một giai đoạn, trong đó có sự hình thành của trạng thái chuyển tiếp. Đây là sơ đồ. Vì đây là cái phản ứng thủy phân của như chúng ta đã đề cập ở trên. Đầu tiên là do cái liên kết CCl trong metin cloro phân cực về phía nguyên tử clo, cho nên nguyên tử carbon ở đây nó sẽ tích một phần điện tích dương và nó sẽ là trung tâm cho sự tấn công của các tác nhân nucleophil như là OH trừ. OH trừ. Tác nhân nucleophil OH trừ sẽ tấn công vào lúc này thì nguyên tử carbon ở đây đang ban đầu đang ở vẫn ở trạng thái lai hóa sp3. Cái tác nhân nucleophil OH trừ sẽ tấn công vào cái nguyên tử carbon từ phía đối diện, đi vào cái phía đối diện đối với cái nguyên tử clo, và nó sẽ hình thành một trạng thái gọi là trạng thái chuyển tiếp. Ở trạng thái chuyển tiếp này thì bây giờ cái nguyên tử carbon ở đây nó sẽ chuyển về một trạng thái lai hóa mới là lai hóa sp2. Ở trạng thái chuyển tiếp bây giờ là nguyên tử carbon tham gia phản ứng nó sẽ ở trạng thái chuyển về trạng thái lai hóa bây giờ là sp2, không phải sp3 nữa. Và ba cái nguyên liên kết sigma của nó là vẫn là cùng nằm trên một mặt phẳng. Và hai cái liên kết ở đây có hai liên kết. Liên kết mới hình thành. Tức là sự hình thành liên kết giữa C và nhóm OH xảy ra đồng thời với sự đứt ra dần của cái liên kết C với CL. Tuy nhiên ở hai phía khác nhau. Và ở đây trạng thái này, trạng thái hình thành, trạng thái chuyển tiếp này là đồng thời xảy ra sự hình thành của liên kết
COH. Và cái sự bứt ra, đang có sự bứt ra, trong cái đó cũng đang có sự bứt ra của liên kết O, C với Cl trừ. Cl trừ. Và lúc này thì mỗi phần, mỗi nhóm OH trừ và mỗi nhóm Cl trừ nó sẽ mang một phần điện tử âm. Sau đó thì cái liên kết giữa C với OH nó sẽ được bền dần, đồng thời liên kết giữa C với Cl nó sẽ yếu dần và nó sẽ đứt ra và giải phóng Cl trừ và tạo thành cái sản phẩm cuối cùng. Như chúng ta quan sát thấy ở trên cái sơ đồ phản ứng cũng như cái công thức phối cảnh, thì cái nhóm OH nó ngược phía, nó sẽ liên kết ngược phía với so với nhóm Cl, với cái nguyên tử Cl ban đầu. Nghĩa là nếu mà ở đây là chúng ta đang đề cập đến cái phản ứng đối với methyl chloro. Tuy nhiên nếu mà ở đây là một cái dẫn xuất halogen mà cái nguyên tử carbon tham gia phản ứng này là một cái nguyên tử carbon bất đối, thì cái sản phẩm thu được nó thì các bạn sẽ hình dung là nó sẽ có sự quay cấu hình, sự đảo cấu hình, sự đảo cấu hình, tức là ngược với hướng ban đầu. Đây là về cái phản ứng thế nucleophil lưỡng phân tử SN2. Đây là chúng ta xem lại một lần nữa về cái tiến trình của phản ứng. Tiến trình phản ứng là phản ứng thế, là tấn công của rỉa nucleophil và rỉa với sự tham gia của cả tác nhân và chất tham gia trong phương trình tốc độ phản ứng. Đầu tiên là tác nhân, bây giờ nó sẽ tấn công. Đây phân tử nguyên tử carbon chứa điện tử dương đang ở trạng thái lai hóa sp3, ở dạng hình hướng từ tâm tới bốn đỉnh một tứ diện đều. Đây là diện nguyên tử, người ta đang mô tả nguyên tử etin và bromo đấy. Sau đó cái nhóm OH trừ này, tác nhân, nó sẽ tấn công vào, tấn công vào ngược phía đối diện so với bromo. Và lúc này ở chuyển sang trạng thái chuyển tiếp, ở trạng thái chuyển tiếp tới đây, nguyên tử carbon này đang ở trạng thái lai hóa sp3, ba liên kết cũ của nó là cùng nằm trên một mặt phẳng. Liên kết mới đã được hình thành đồng thời với liên kết cũ vẫn đang yếu dần ra. Sau đó, sau khi vượt qua trạng thái hàng rào năng lượng thì bắt đầu nó sẽ nhóm Br trừ nó sẽ đứt ra và nguyên tử carbon bây giờ nó quay lại cái trạng thái lai hóa sp3 để cho cái sản phẩm phản ứng cuối cùng, và xảy ra trong này có sự quay cấu hình. Nếu mà ở đây là một nguyên tử carbon tham gia phản ứng là bất đối, tuy nhiên trường hợp này thì không phải. Etin đối với etin bromo thì nó không thể hiện rõ về cái cấu hình, nó sẽ quay cấu hình ở trong đây. Đây là cái cơ chế nucleophil lưỡng phân tử SN2. Chúng ta sẽ đề cập đến cái cơ chế thứ hai là cơ chế thế nucleophil đơn phân tử SN1, đơn phân tử. Cái phản ứng thế nucleophil đơn phân tử SN1 này thì nó lại xảy ra theo hai giai đoạn. Tức là giai đoạn đầu là giai đoạn hình thành cái carbocation, giai đoạn 1. Sau đó giai đoạn thứ hai là tác nhân phản ứng mới tấn công vào cái carbocation để hình thành sản phẩm cuối cùng. Và phương trình tốc độ phản ứng bây giờ nó không phụ thuộc vào nồng độ của tác nhân mà nó chỉ phụ thuộc vào nồng độ của chất tham gia, cho nên người ta gọi là cái phản ứng theo cơ chế đơn phân tử. Phản ứng xảy ra hai giai đoạn, có sự hình thành carbocation và dẫn đến ra sebumic hóa. Cái này chúng ta sẽ đề cập sau. Đây, đầu tiên là sự hình thành của carbocation mà tetrabutin, carbocation tetrabutin.
từ cái phân tử là tepuytin bromua giải phóng Br trừ dưới tác dụng của có thể là môi trường phản ứng, nó sẽ giải phóng Br trừ và sẽ tạo thành một cái carbocation tepuytin. Carbocation này bây giờ cũng như chúng ta đã học, đối với các carbocation thì nó ở trạng thái lai hóa sp3. Và bây giờ cái nhóm OH trừ nó sẽ tấn công vào có thể một trong hai phía đồng như là tương đương nhau, bình đẳng như nhau, bình đẳng như nhau. Đây là phía tấn công của bên phải, đây là tấn công của bên trái, sản phẩm khi tấn công bên trái nó như nhau. Vì cái lúc này cái trạng thái của carbocation là đang trạng thái phẳng, cho nên hai phía nó hoàn toàn bình đẳng như nhau, bình đẳng như nhau. Và nhóm OH trừ nó có thể tấn công vào phía nào cũng được, đều không bị ngăn cản một yếu tố gì đấy gì cả, cho nên nó hoàn toàn có thể vào từ hai phía như nhau. Và cái lượng sản phẩm cuối tham gia khi nhóm OH trừ tấn công vào bên phải nó cũng bằng cái lượng sản phẩm tham gia do cái nhóm OH trừ tấn công vào phía bên trái. Và vì vậy nó sẽ xảy ra tạo thành một biến thể racemic. Biến thể racemic đây là chúng ta đối với hỗn hợp này thì không phải là biến thể racemic, bởi vì là nguyên tử carbon đây cũng không phải là nguyên tử carbon bất đối. Nhưng mà nếu mà C ở đây là một nguyên tử carbon bất đối thì nó sẽ xảy ra, nó cũng sẽ tạo thành một biến thể racemic không có tính quang hoạt do cái nồng độ của đồng phân quay phải và đồng phân quay trái nó như nhau, biến thể racemic. Chúng ta sẽ xem lại cái clip về cái phản ứng thế nucleic olefin đơn phân tử SN1. Đây là phân tử đây vẫn là phân tử etin bromua. Đây là phân tử tepuytin bromua. Tepuytin bromua. Đây là cái, vẫn một trên nguyên tử carbon ở đây vẫn là một trung tâm mang điện tích dương. Và đây sẽ là trung tâm tấn công của phản ứng nucleophil. Đây là cái mật, người ta mô tả cái mật độ điện tử ở trên phân tử tepuytin bromua. Đầu tiên là hình thành cái carbocation. Sự hình thành carbocation, cái giản đồ năng lượng của nó như người ta đang mô tả trong cái clip, là cái liên kết giữa carbon brom đứt ra để tạo thành một carbocation. Lúc này nó sẽ nguyên tử carbon đây nó chuyển sang trạng thái lai hóa sp2 và tạo thành mặt phẳng, lai hóa phẳng. Sau đó tác nhân sẽ tấn công vào hai phía, phía một phía nào đấy, hai phía nó như nhau để tạo thành cái hình thành những cái sản phẩm cuối cùng, hình thành cái sản phẩm cuối cùng. Đây là tiến sơ đầu tiến trình phản ứng. Trạng thái chuyển tiếp thứ nhất, năng lượng cao quyết định tốc độ phản ứng. Và trạng thái chuyển tiếp thứ hai là sự hình thành cái sản phẩm, để hình thành sản phẩm có năng lượng thấp hơn, dễ dàng hơn và không quyết định đến tốc độ phản ứng. Như vậy ở trong này có hai cơ chế xảy ra, đó là cái cơ chế SN1 và cơ chế SN2. Nhưng bây giờ một câu hỏi đặt ra là khi trong trường hợp nào thì nó phản ứng nó xảy ra theo cơ chế SN2, và trong trường hợp nào thì phản ứng nó sẽ xảy ra theo cái cơ chế SN1. Thì chúng ta có một số quy tắc tương đối để lựa chọn cái cơ chế phản ứng thế nucleophil như sau. Thứ nhất là cái cơ chế SN1, nó sẽ xảy ra với cái khi mà halogen gắn với nguyên tử carbon bậc 3. Còn cơ chế SN2 thì thường xảy ra đối với nguyên tử halogen, dẫn xuất halogen mà có nguyên tử carbon gắn với carbon bậc 1. Ở
Ở đây là do lựa chọn cơ chế này xảy ra là do ở trạng khi đối với các hại dẫn xuất halogen mà có halogen gắn với nguyên tử carbon bậc 1 thì cái thứ nhất là nó xảy ra theo cơ chế SN2, bởi vì SN2 nó sẽ xảy ra đồng thời và nó sẽ không bị che chắn. Yếu tố thứ nhất là nó không bị che chắn vì nguyên tử carbon bậc 1 thì cái nguyên tử hero có cái kích thước nó bé cho nên nó ít bị che chắn, cho nên nó sẽ thuận lợi để cái tác nhân nucleophil nó tấn công vào. Và cái yếu tố thứ hai là cái đối với cái dẫn xuất halogen mà có halogen gắn với carbon bậc 1 thì nếu mà theo cái cơ chế SN1 thì nó sẽ phải trải qua quá trình hình thành cái carbocation. Mà lúc này cái carbocation hình thành thì nó sẽ đối với các nguyên tử đối với dẫn xuất halogen trên bậc 1 thì nó sẽ kém bền, bởi vì cái carbocation này nó ít được giải tỏa. Cho nên thời gian tồn tại của carbocation này là rất là ngắn. Cho nên là gì ạ? Nó không thể xảy ra theo cái cơ chế SN1. Còn xét đối với cái halogen bậc 3, dẫn xuất halogen bậc 3 thì lúc này thì nó sẽ ra theo cơ chế SN1 là thuận lợi, bởi vì cái trạng thái trung gian của nó là cái carbocation là nó nằm trên nguyên tử carbon bậc 3, và vì vậy mà cái điện tích dương ở trên carbocation nó sẽ được giải tỏa nhiều hơn, và cái trạng thái đấy nó sẽ và carbocation nó sẽ bền hơn, cho nên nó thuận lợi để có thời gian cho cái tác nhân nó sẽ tấn công vào. Cái thứ hai là vì sao nó lại, nếu mà halogen bậc 3 nó không xảy ra theo cơ chế SN1, bởi vì nó có hiệu ứng che chắn không gian, cho nên các nhóm thế các tác nhân nucleophil nó không thể tấn công vào nếu như nguyên tử carbon bây giờ đang ở trạng thái lai hóa sp3. Đây là vì giải thích vì sao lại chọn cơ chế SN2 và SN1. Như vậy chúng ta có một quy tắc, đó là đối với carbon bậc 1 thì ưu tiên xảy ra theo SN2, còn đối với carbon bậc 3 thì sẽ ưu tiên xảy ra theo SN1. Còn nếu mà đối với dẫn xuất halogen bậc 2 thì cái cơ chế SN2 hay SN1 nó không cố định, bây giờ nó sẽ phụ thuộc vào dung môi. Nếu mà dung môi phân cực, nếu mà dung môi phân cực thì nó sẽ xảy ra cái quá trình hình thành carbocation và nó sẽ xảy ra theo cái cơ chế SN1. Còn nếu trong dung môi không phân cực thì nó sẽ ít tham có sự hình thành của các carbocation và nó sẽ xảy ra ưu tiên theo cơ chế SN2. Sau đây chúng ta sẽ đề cập một số phản ứng thế nucleophil điển hình đối với dẫn xuất halogen. Phản ứng thứ nhất là phản ứng thủy phân về sơ đồ chung RX trong môi trường kiềm tạo thành ancol, và ví dụ những cái này chúng ta sẽ khá đơn giản. Ethyl bromo cũng H trừ tạo thành ancol ethylic. Phản ứng thứ hai là phản ứng với ancolat tạo ete. Sơ đồ chung cũng rất là đơn giản, tạo thành ete. Ví dụ ethyl bromo cộng với methoxy tạo thành ethyl methyl ete. Và phản ứng điều chế amin cho tác dụng với NH3 chẳng hạn, hoặc là dẫn xuất hoặc là amin thì tạo thành amin bậc cao hơn. Đấy, sơ đồ chung. Phản ứng tiếp theo là phản ứng điều chế nitrin, phản ứng sơ đồ chung này khá là đơn giản. Đây là CN cũng là một cái tác nhân nucleophil điển hình. Với phản ứng với muối của axit carboxylic tạo ete, tạo ete. Muối axit carboxylic tạo ete.
đây là phản ứng điều chỉ ST, thay không phải là chúng ta vẫn quen là ancol, người ta thay ancol bằng dẫn xuất halogen. Alkin với tạo acetylua nó hoàn toàn tương tự. Acetylua nó cũng là gì ạ? Bây giờ nó cái acetylua này, cái nhóm này acetin này nó cũng sẽ cái nhóm nó sẽ là một cái đóng vai trò như một cái tác nhân nucleophil và xảy ra phản ứng thế. Đây là chúng ta vừa đề cập đến cái phản ứng thế nucleophil đối với dẫn xuất halogen. Còn cái phản ứng tách loại chúng ta sẽ đề cập sau. Cái nội dung của trình bày về cái phản ứng thế nucleophil của tôi đến đây là hết. Rất mong nhận được sự hồi đáp của các bạn. Chúc các bạn thành công.